70. Đây à? Nói gì hết. Thì thật ra cái bộ ảnh này á, tụi anh có build cái app. Cái app đó tên là Sài Gòn có mưa luôn. Ôi vãi. Thì khi mà em cầm bất cứ một cái hình nào trong bộ ảnh đó, em scan vô á. Wow. Wow. Bên đây anh chưa? Sao bộ đen nhấp nhảy quá vậy? Thì cái app này là được làm cho cái 12 cái bộ ảnh của mình. Em muốn thử không? Để em có thể scan, just scan những cái hình này. Ok, interesting. Em mình sẽ cắt ra xem xem thử. Bên bùi điện à? Nó lấp lánh đèn chưa? Cái này thì một cái trải nghiệm thật. Còn cái này là thì phải có device scan. Thì năm nay tụi anh build hai cái mô hình ngoài kia đầu tiên. Cái mô hình tập với cái mô hình hôm nay á, thì mình có thử làm sao để nước nó chảy xuống. Thì làm rất là nhiều lần và cuối cùng làm ra được mô hình như mọi người nhìn ở cái chi tiết hay hay kiểu rất là Việt Nam á, là mấy cái mảnh thủy tinh á nó để trên cái tường. Đúng rồi. Cái đó chỉ có ở Việt Nam mới làm như vậy thôi. Và đồng thời mình có view mấy cái kỹ, rất là kỹ những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Nước chảy rồi này. Đi đi xuống xem cái màn hình. Grab này. Trời ơi, PR on point vãi. Câu hỏi cho các bạn là phải tìm được ba logo. Vào đây, vào đây, vào đây. Đây, đây, ở kia đúng không? Ba cái. Nó sắc. Bên này tụi anh có cái khu là cái khu cho mọi người viết đúng không? Đúng rồi, thì bên cạnh nó có một cái phòng. Thì cái phòng đó mọi người có thể ngồi vẽ xong rồi đem qua đây để anh này. Nó giống như là mọi người đều có thể trở thành một phần của triển lãm. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là tên những người. Cái này là gì ta? Cái này là cái khu của Thùy Minh. Celeb. Celeb viết gì đó đúng không? Nói chung là thấy ở đây rất là xuất sắc, kiểu khu nào cũng có những cái hay riêng ấy. Chung là rất là recommend các bạn nên đi. Anyway, đây là ngày cuối rồi, tôi áp lực trái đi. Bây giờ mình chuẩn bị được vào khu sống ảo. Kìa, vào đi. Support team và về nhà sẽ chơi cái app đó theo nó có trên iOS.